Từ Orlando, chúng tôi là Trần Việt, giám đốc đài Kheona TV và ban biên tập của Kheona TV đã đại diện cho Kheona TV. Chúng tôi đến đây để tham dự buổi tang lễ đưa tiễn người quá cố lần cuối là ông Hà Văn Tải, là cụ giám đốc đài SBN Boston. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại nhà hoàng ở Orlando. Chào tay, chào. Xin mời Toán, Quốc, Vân Kỳ lần lượt đi từng người một. Người thứ hai trong Toán, Quốc, Vân Kỳ. Người thứ ba trong Toán, Quốc, Vân Kỳ. Người thổi kèn lên đứng ở phía bên cờ Mỹ. Người nào thổi kèn đứng bên phía cờ Mỹ. Tất cả đem tay xuống. Mời quý vị an toàn. Tiếp theo sẽ là phần phân hưu của Hội Cựu Quân Nhân Trung Tâm Florida. Xin mời chính hữu Phạm Hồng Hải lên máy viên. Kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa Ban Quyết, kính thưa bà Quá Phụ Phạm Kim Liên, kính thưa Chủ tịch, các cộng đồng, các hội trưởng, hội đoàn đoàn thể, các thân hữu, các thân hào nhân sĩ, các chiến hữu và tất cả các đồng hương. Tôi là Phạm Hồng Hải, đại diện cho Hội Cựu Quân Nhân Trung Tâm Florida. Trước nhất, tôi xin chân thành gửi lời phân ngu đến Tang Quyết và bà Quá Phụ Phạm Kim Liên, cũng như toàn thể thân tộc của ông Hà Văn Hải, không, xin lỗi, Hà Văn Tải. Ông Hà Văn Tải hôm nay và chúng tôi cũng kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của ông Hà Văn Tải, cầu nguyện cho hương linh sớm vãng sinh miền cực lạc trong cảnh giới A Di Đà. Kính thưa toàn thể quý vị, ông Hà Văn Tải trước năm 1975 trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc với cùng với toàn dân toàn quân, ông làm sĩ quan xuất thân thực đường bộ binh Thủ Đức, làm việc với quân lực Việt Nam Cộng Hòa và sau đó biệt phái về Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Sài Gòn. Trong sứ mạng, trong nhiệm vụ bảo quốc trấn an, bảo vệ tổ quốc và chiến đấu, đem lại có bình yên cho đồng bào, ông là một người, một sĩ quan rất thông minh, rất là nhiệt tình và lúc nào cũng tận tâm, tận lực phục vụ các công việc được giao phó, làm hoàn toàn trách nhiệm của một quân nhân vì tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Trong cuộc chiến Việt Nam sau khi chấm dứt năm 1975, ông bị Cộng sản Việt Nam bỏ vào trại tù Cộng sản lao động khổ sai 7 năm trời. Và sau đó, đến năm
1989, ông và gia đình được định cư tại Hoa Kỳ sau khi được thả ra, và ông định cư lần đầu tiên tại tiểu bang Massachusetts, thành phố Boston. Ông sau đó thời gian được định cư ổn định, ông là một người quân nhân với nhiệt tình, nhiệt huyết, lúc nào cũng nghĩ đến tổ quốc, lúc nào cũng có cái ước mơ là để phục hồi được các quốc gia mình sau này để trở về đất nước. Ông tiếp tục tham gia vào các sinh hoạt của cộng đồng địa phương với tinh thần là để trong tương lai có tạo được sự đoàn kết gắn bó giữa đồng bào tị nạn cộng sản, giữa các chiến hữu quân lực Nam Cộng Hòa. Rồi ông khởi sự bắt đầu tổ chức kết nạp anh em, và ông là thành viên ở trong cái ban vận động để thành lập cái hội cảnh sát quốc gia tại thành phố Boston. Và sau đó ông cũng tiếp tục làm việc và khai sinh ra cái hội sinh viên sĩ quan, cựu sinh viên sĩ quan từ viện Thủ Đức, và ông là chủ tịch lúc bấy giờ. Do những tinh thần phục vụ và cái nhiệt huyết của một quân nhân lúc nào cũng nghĩ đến tổ quốc, ông tiếp tục làm việc và là cũng là giám đốc người đã khai sinh ra đại SBTN tại tiểu bang Massachusetts, Boston, và làm việc để truyền bá những tin tức có lợi, những tin tức sinh hoạt của cộng đồng cho khắp mọi người đều trong tiểu bang. Đến năm 2019, nếu tôi không lầm, thì ông về, gia đình ông di chuyển về thành phố Orlando, sống tại tiểu bang Florida. Và từ đó, ông với một ý chí của một quân nhân, với cái kinh nghiệm đã làm việc ở Boston, ông lại tiếp tục kết nạp, quy tụ anh em quân dân, các thân hào nhân sĩ, các vị chủ tịch hội đồng, chủ tịch các cộng đồng, các vị đại biểu, đại diện của các hội đoàn, đoàn thể đến họp mặt tại gia đình ông, để ông có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu cái cuộc sống cũng như sinh hoạt của cộng đồng tại địa phương, trong thành phố Orlando. Đó là tinh thần của một người, một quân nhân rất là quan tâm đến sự cái tiến bộ, cái thành công của cộng đồng ở hải ngoại. Và sau khi tiếp xúc nhiều lần, nói đến đây thật sự tôi rất xúc động. Tôi đã tham dự nhiều cái cuộc tiếp xúc tại gia đình ông. Những tiếng cười, tiếng nói của ông, những tiếng cười của các chiến hữu, các anh em quân nhân khi gặp mặt với nhau, ông kể lên những chuyện vui buồn trong đời lính, những vui buồn ông lúc phục vụ cảnh sát, cũng như các vui buồn, những chuyện vui ở mặt xã hội. Chúng tôi vui vẻ cười vui với nhau. Hình ảnh của ông tự nhiên hiện lên trong tâm hạc của tôi, cũng như những tiếng nói của ông giờ văng vẳng tôi nghe bên tai. Thật là bất ngờ, thật sự ông ra đi bất ngờ, mặc dầu trước có bệnh. Rồi thì tất cả anh em vui vẻ học tập với nhau. Sau đó chúng tôi nhận thấy rằng ông Hà Văn Tải là người rất là nhiệt tình với sinh hoạt cộng đồng, với nhiệt tình để tạo lại một cái xã hội, một cái tập đoàn quân nhân tại đây, tại Orlando, để có cơ hội để làm việc hỗ trợ cho cộng đồng. Và chúng tôi đã đồng thanh nhất trí bầu cho ông vào chức vụ chủ tịch Hội cựu quân nhân trung tâm Florida, nhiệm kỳ 2022 đến 2024, để tiếp nối cái nhiệm kỳ của vị tiền nhiệm đã chấm dứt. Ông đã sẵn sàng chấp nhận. Mặc dù lúc đó ông đã lâm bệnh, nhưng sau đó ông vẫn tiếp tục sinh hoạt với anh em, sinh hoạt với cộng đồng, tham gia tất cả các tổ chức, các ngày lễ kỷ niệm, cũng như các cái ngày lễ vinh danh ngày 19 tháng 6, cũng như kỷ niệm các cái ngày quốc hạnh 30 tháng 4 chẳng hạn. Kể cả việc ông đi đến New York để tham gia vào cuộc diễn hành văn hóa quốc tế năm 2022, lúc đó ông nói không ra tiếng, ông đã bệnh rất nặng mà ông vẫn cái tinh thần ông đi. Ông đưa cái toán quốc quân kỳ của ông thành lập đến New York để cùng diễn hành và dương cao ngọn cờ trên Nam Cộng Hòa, cái kiểu quốc gia khắp nơi trên thành phố New York. Đó là một điểm son, một người quyết tâm, nhất trí, một cái người đầy nghị lực có thể làm việc đó. Thật sự xin quý vị, nếu tôi mà trong tình trạng bệnh cho vậy, thật sự tôi bỏ cuộc. Tôi xác nhận rõ như vậy. Cái ý chí đó của ông, mọi người đều thán phục. Và khi trở về, ông vẫn vui tươi, tiếp tục sinh hoạt với anh em cho tới khi mãn nhiệm kỳ. Như vậy, đối với cộng đồng, ông là một người lúc nào cũng hỗ trợ và giúp đỡ cộng đồng để phát triển. Đối với quân đội, ông cố tạo sự đoàn kết anh em
để làm việc hỗ trợ cộng đồng. Ông xứng đáng được cộng đồng và tất cả đồng hương vinh danh. Và cũng như Tổ quốc sẽ ghi ơn ông những việc ông làm, những sự việc mà ông đã làm để lại chúng ta một di sản nho nhỏ, cũng như là những cái tấm gương mà để cho tất cả đồng đội anh em suy ngẫm, để cho con cháu noi theo để thực hiện những cái việc tương lai. Đó là điều mong ước của ông. Tôi cũng nhắc lại Toán Quốc Quân Kỳ. Quốc Quân Kỳ là một toán trẻ mà ông nhìn xa, ông thấy rằng tương lai những người lớn tuổi sẽ không đủ khả năng tiếp tục cầm rương con cờ trong các buổi sinh hoạt cộng đồng nữa, để tính nghĩa quốc gia lúc nào cũng sáng ngời. Do đó ông thực hiện, ông cố gắng thực hiện Toán Quốc Quân Kỳ gồm các em trẻ cầm cờ, mang vũ khí để diễn hành trong các buổi lễ cần thiết. Thì chúng tôi đã thực hiện, đã hỗ trợ ông và thực hiện được cái đó. Trong 2 năm qua các vị đều thấy trong các buổi lễ lớn đều có Toán Quốc Quân Kỳ và năm hôm qua, mà hầu hết là các em hậu duệ trẻ, các cháu, các em thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba thực hiện. Đó là điểm son mà tôi ghi nhận được. Thưa quý vị, hôm nay ông Hà Văn Tải đã ra đi để lại bao nhiêu tiếc thương cho gia đình, đồng đội, bạn bè cũng như cộng đồng. Tất cả anh em chúng tôi không còn cơ hội để làm việc chung với ông nữa. Đó là điều tiếc thương. Tuy nhiên, chúng tôi hãnh diện. Chúng ta hãnh diện vì ông. Chúng ta tin tưởng trong tương lai, nếu ta thực hiện những gì ông ước muốn thì cộng đồng chúng ta sẽ phát triển. Chúng ta ngưỡng mộ ông vì ông đã hy sinh những sự việc ông làm, xứng đáng được chúng ta vinh danh và nhớ mãi. Trong niềm thương tiếc đó, một lần nữa tôi cầu nguyện cho hương linh ông được về cõi vĩnh hằng trong cảnh giới A Di Đà. Cũng như một lần nữa tôi xin chân thành phân ưu cùng Tang Quyến và bà Quá Phụ Phạm Kim Liên. Bởi vì quý vị yêu thương tôi biết rằng quý vị không thể không đi được, bởi vì đó khi người em của tôi trong bệnh viện nắm tay các con và nói này: các con, bố sẽ ra đi bình an, bố sẽ ra đi bình an, các con phải vui lên cho bố đi. Nhưng các con phải nhớ một điều, bạn bè và bố ở đây, những người thân yêu của bố ở đây, tất cả những gì bố có là những người ở đây cho bố một cơ hội, bố gặp gỡ lần cho chia tay bạn bè của bố, bởi vì bố sẽ biết những người này không có đủ thời gian, không có đủ mấy ngày sau có thể mới mang đến bố được bố cơ hội để bố gặp gỡ, nhìn lại những con vật thân thương, nhìn lại những người để cho bố được cười và ôm bố khi bố cần thiết. Quý vị nghĩ như vậy, đó là lý do mà có buổi lễ ngày hôm nay, buổi lễ được cho Hà Văn Tải được nhìn thấy quý vị lần chót, để cảm ơn quý vị và nói lên cái tâm tình của Tải với gia đình. Cảm ơn quý vị không bao giờ hết, dù ra đi Tải luôn luôn thương yêu và nhớ quý vị. Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Và sau đây đó, chị em tôi chân về lại vô sông và đón Tải, bởi vì mẹ tôi chôn ở đó. Quý vị có thể tưởng tượng Tải nắm tay với đứa con. Các con phải vui cho bố. Khi con bước chân vào phòng này không được khóc. Con khóc tức là giữ chân bố lại. Bố không muốn ở lại, bố muốn đi. Bởi vì Tải còn nhiều chuyện phải làm. Thì xưa quý vị, những sự mà quý vị ngồi đến đây giải thoát này, những quý vị mà đến đây với quý vị mệt mỏi, quý vị khác, nhưng quý vị ngồi lại với người em của chúng tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi biết nói gì hơn. Chúng tôi biết là anh Ngô Viết Nguyên Quyền cũng như người em của tôi kết nghĩa. Nói thật thì là tên Mai Quốc Việt. Thưa quý vị, đó là cái tâm tình. Chúng tôi nghe được, chúng tôi đã nghe được. Và chúng tôi cũng biết gì hơn là cúi đầu
Cảm ơn quý vị.